Xin chào quý vị và các bạn, Hồng An Cốt Nam xin giới thiệu các bạn cách kiểm tra bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và cột sống thắt lưng tại nhà. Sau đây là cách kiểm tra, xin mời quý vị các bạn theo dõi. Thứ nhất, với bệnh nhân nghi ngờ bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, ta có 3 cách kiểm tra như sau. Cách thứ nhất cũng là cách đơn giản nhất, đó là nhờ một người đứng đằng sau bệnh nhân. Một tay đặt cầm bệnh nhân, tay còn lại đặt ở sau cổ bệnh nhân, kéo giãn từ từ. Nếu bệnh nhân cảm thấy bớt đau thì đó là hiện tượng của bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Bởi vì khi chúng ta làm động tác kéo giãn cột sống cổ sẽ làm giảm sự chèn ép lên dây thần kinh, giúp bệnh nhân bớt đau. Cách thứ hai là sử dụng nghiệm pháp Holman để kiểm tra dây thần kinh có bị đĩa đệm cột sống cổ chèn ép vào hay không. Bệnh nhân nên nhờ người thân gẩy mạnh vào ngón tay giữa. Khi gẩy mạnh vào ngón tay mà ngón trỏ và ngón cái có hiện tượng co lại, đó là hiện tượng bình thường. Còn nếu mà bệnh nhân không có sự co lại của hai ngón thì đó là bệnh nhân có sự tổn thương vùng dây thần kinh. Cách thứ ba để kiểm tra xem bạn có bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ hay không, đó là kiểm tra sự dùng lực kéo căng của dây thần kinh chi trước. Đầu tiên, các bạn giơ tay song song với mặt sàn, xoay cổ tay về phía đằng sau, sau đó kéo căng tay về đằng sau hết cỡ. Nếu trong khi làm động tác này có thấy đau vùng cánh tay thì có thể bạn đã bị bệnh thoát vị đột sống cổ. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn xong các bạn 3 cách xác định bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Sau đây tôi xin hướng dẫn thêm cách xác định bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Những bạn nào nghi ngờ mình mắc căn bệnh đấy xin mời theo dõi và thực hiện theo. Đầu tiên, bạn phải cần ngồi trên một cái nền ghế cao hoặc trên giường để cho chân không chạm đất. Đầu tiên mình đặt một tay vào đầu gối, tay còn lại mình lấy búa cao su gõ vào phần dưới xương bánh chè. Nếu chân duỗi ra đó là hiện tượng bình thường của cơ thể, còn nếu chân không duỗi đó là hiện tượng của sự tổn thương của dây thần kinh bắp chân hoặc thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Cách thứ hai cũng là cách đơn giản hơn, đó là bạn nằm xuống giường và nhờ người thân nâng chân của bạn lên. Chú ý khi nâng chân lên, nâng đồng thời hai gót chân đến độ cao 15 cm. Nếu nâng chân ở độ cao như thế này, nếu bệnh nhân mà cảm thấy đau hoặc không nâng lên được thì có thể bạn đã bị mắc bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Bạn đang đau lưng, nếu muốn kiểm tra xem mình có bị bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng hay không, bạn có thể nhờ người thân kéo giãn mắt cá chân và bàn chân ra. Nếu khi thực hiện động tác mà cảm thấy bớt đau thì có thể bạn đã bị bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Vừa xong tôi sẽ giới thiệu các bạn các cách đơn giản nhất để kiểm tra phát hiện bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống. Mong rằng các bạn có thể sử dụng các bí quyết thành công tại nhà để có thể phát hiện và điều trị bệnh sớm nhất.